Tạm gác lại những cuộc chia ly lần trước, bây giờ cuộc hành trình mới bắt đầu nè. Nếu như các bạn sắp đi Nhật hoặc quan tâm đến vấn đề xuất cảnh, thì video này sẽ giúp ích cho các bạn. Vé của mình bay lúc 0 giờ, thì hiện tại 21 giờ nhóm chúng mình tiến hành vào trong để check-in sân bay. Hôm nay đi tổng cộng 14 người, anh em bây giờ ai cũng nóng lòng, hồi hộp từng nhịp để được sang Nhật. Thì đầu tiên, nhân viên trong sân bay sẽ cho chúng ta một tờ khai. Những thông tin này các bạn yên tâm, phía công ty sẽ dặn dò đầy đủ trước khi bay. Dùng thông tin ấy, điền vào tờ giấy khai này là được. Chỗ nào còn thắc mắc, cứ gọi trực tiếp cho các anh chị công ty để được hướng dẫn thêm. Sau đó, mọi người sẽ xếp hàng để cân và kiểm tra vali. Hiện tại đang xếp hàng để kiểm tra vali. Mọi người đang đợi rất là mệt mỏi, ai cũng bơ phờ hết. Mỗi người một tâm tư, ai cũng muốn nói ra nỗi lòng của mình cả, nhưng mọi người đều ngại, ai cũng né máy quay cả. Và sau đây là một đứa em trong nhóm sẽ đại diện, xem coi em ấy nói gì nha. Cảm xúc của em giờ sao? Mệt không? Em rất là mệt vì phải ngồi chờ 2 tiếng. Rồi giờ này em có nhớ mẹ không? Em à? Nhớ. Có một cái câu vô cùng có gửi lời gì tới cho mẹ em? Mong mẹ và ba ở nhà giữ gìn sức khỏe, ăn uống thật là điều độ vào, chờ ngày con quay về. Rồi anh sẽ gửi này tới cho ba mẹ em. Và tiếp theo là biến căn, mọi người nên chú ý về mật khẩu của vali chứ không là đây mọi người ơi, quên password không mở được, giờ phải cột vậy nè. Ủa tôi chưa rồi đó. Sau khi check in xong, chúng ta sẽ được cấp vé. Xong thủ tục đầu tiên, chúng ta có thể ra ngoài để trò chuyện cùng với gia đình. Khoảng 22:45 thì công ty yêu cầu chúng ta quay lại để thực hiện bước tiếp theo. Ở bước này, chúng ta sẽ được bên sân bay check lại thông tin. Sau đó sẽ kiểm tra hành lý xách tay, buộc phải cởi trang sức, đồng hồ, dây nịt, điện thoại, giày bỏ lên khay để quét. Xong bước này thì giờ chỉ việc tiến thẳng ra khu vực đợi máy bay để bay thôi. Khu vực đường bay, nhân viên sân bay làm việc rất cực lực, chất hành lý nè, rồi nào là gửi hàng các thứ, rất vất vả. Và idol giới trẻ của chúng ta đã xuất hiện. Đây là khu vực chờ bay. Khi tới giờ bay, nhân viên sân bay sẽ thông báo cho chúng ta để lên đường. Thông qua một cái đường như thế này thì chúng ta sẽ lên được máy bay. Ở cửa máy bay thì tiếp viên sẽ hướng dẫn vị trí chúng ta ngồi. Giờ thì chỉ việc tìm đúng chỗ ngồi của mình thôi. Các bạn có thể thấy là hiện tại anh em lên được máy bay là rất hào hứng. Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến rồi. Và Bảo Huy cũng chúc ngày này sẽ nhanh đến với các bạn. Sau khi ngồi vào ghế thì chúng ta sẽ được phát một cái khăn, trong đó chứa cồn để rửa tay. Phòng chống dịch hiệu quả, tiếp viên chúng tôi sẽ thu lại khăn kháng khuẩn sau khi quý khách sử dụng. Xin cảm ơn sự hợp tác của quý khách. Rồi, buồn hiu luôn, không được ngồi gần cửa sổ, sao mà quay. Tạm biệt Sài Gòn thân yêu, anh em chúng tôi lên đường đây. Và đây là lần đầu tiên Bảo Huy đi máy bay, thật sự là ngáo luôn á. Nếu như ai đã đi rồi thì xem thằng ngáo này nó ngáo cỡ nào nha. Còn ai chưa đi thì xem video này cho bớt ngáo. Vậy thì một người lần đầu tiên đi máy bay nó sẽ quậy những gì? Mời các bạn xem tiếp video. Đầu tiên chúng ta sẽ được xem một video trước ghế của mình. Video này sẽ hướng dẫn một vài tình huống khi ở trên máy bay. Hình ảnh minh họa đầy đủ, rất dễ hiểu.
Quý khách vui lòng để hành lý xách tay trong ngăn đựng hành lý phía trên hoặc dưới ghế phía trước, không để hành lý trên lối đi và khu vực cửa thoát hiểm. Please stow your hand luggage in the overhead compartment or under the seat in front of you. Hand luggage must not obstruct the aisle or the emergency exits. Sau đó chúng ta sẽ được phát một tai nghe và đệm chống đau tai. Mục đích chính là nghe nhạc thư giãn và chống ù tai khi mà thay đổi áp suất đột ngột. Jack cắm tai nghe thì ở phía dưới màn hình. Và Bảo Huy có test thử âm thanh thì âm thanh này ở mức độ nghe ổn thôi. Chứ hay thì không đến mức hay, nhưng mà có là tốt rồi. Giờ chúng ta sẽ quậy cái màn hình này. Cũng là màn hình cảm ứng mà sao cái màn hình của mình nó lạ lắm. Thấy mọi người trực tiếp bấm lên trên màn hình luôn mà không hiểu sao màn hình mình bấm không được ta. Cũng không sao, chúng ta sẽ có một bàn phím bên tay trái ghế ngồi, thao tác cũng đơn giản thôi. Và sau đây tôi sẽ điểm qua một vài tính năng của màn hình. Đầu tiên là phim truyện, hầu như là phim chiếu rạp cũng không mới cho lắm, nhưng mà đêm rồi chắc cũng không ai coi đâu. Tiếp theo là âm nhạc. Mình có tìm thử nhạc Việt Nam thì thấy nhạc Việt Nam lạ lắm mà nha. Chưa từng nghe bao giờ luôn. Tiếp theo là TV, giống như là được xem tin tức vậy. Mục trẻ em, người lớn không được xem mục này nha, giống như trẻ em cũng không được xem mục người lớn vậy đó. Và phần hay nhất của màn hình là bản đồ thông tin bay. Thật là xịn luôn, cung cấp tất cả thông tin giờ bay, giờ đến, tốc độ và đang tới khu vực nào hiển thị đầy đủ, tất tần tật, quá xịn luôn. Nếu như tối quá sợ bị ảnh hưởng mắt, các bạn có thể sử dụng đèn pin cá nhân, thì cái đèn pin này được bật ở trên màn hình này có, và bên cái phía bàn phím bên tay cũng có, chỉ cần ấn giữ vào nó một lúc là đèn sẽ sáng. Bên dưới màn hình sẽ có một lỗ USB dùng để sạc pin. Bảo Huy cũng có test thử tốc độ sạc pin rồi. Ban đầu điện thoại của mình là 48%, sau khi mình xuống sân bay là 93%. Thì sạc này được đánh giá là sạc rùa nha các bạn, không phải sạc nhanh. Tiếp theo, tiếp viên sẽ phát cho chúng ta một tờ khai. Vậy thì khai cái gì? Yên tâm, công ty cũng sẽ dặn dò và phát cho chúng ta một cái tờ y chang như vậy, chỉ việc chép qua thôi. Và theo sự bắt chước của cái bàn bên cạnh thì cái bàn này có thể mở ra được nha. Khoảng 1 giờ thì tiếp viên sẽ cho chúng ta ăn nhẹ, bao gồm một bịch hạt rang, khăn giấy và nước uống có thể tùy chọn. Đố mọi người biết hạt rang là cái gì? Là đậu phộng cân tân thập cẩm nha mọi người. Tiếp viên sẽ hỏi chúng ta uống gì, và đây là sự lựa chọn của mình. Trái cây hoặc là nước suối. Cho em sữa. Đây, sau khi nhận ly xong thì chúng ta sẽ có cái ô này để bỏ ly vô. Ai mà làm đổ nước ra ngoài bắt ở lại rửa máy bay, cẩn thận. Giờ bạn Huy sẽ test thử hạt rang nó khác đậu phộng cân tân chỗ nào. Nó khác lắm nha mọi người, thật, nó khác thật. Nó khác cái bịch đó, chứ ăn y chang. Tiếp theo là sữa Vinamilk không đường. Vẫn ngon, vẫn nguyên vị như vậy. Ban đêm thì uống sữa dễ ngủ và tốt cho sức khỏe. Mình khuyên là mọi người nên uống sữa. Rồi, bây giờ đeo tai phone vô chiêu chiêu đi ngủ thôi. À, mà thèm sữa mình có thể xin thêm một ly nữa nha. Được luôn.
Còn cái bịch này là không xin nha. Cái chị ngồi kế bên á, chị kêu là chị không ăn được wasabi, mà chị thấy em ăn ngon quá, thôi chị cho em á. Và chị ấy có chia sẻ là chị ấy không biết tiếng, cho nên là đã được tiếp viên hỗ trợ để điền cái phiếu thông tin giùm. Bây giờ Bảo Huy sẽ cho các bạn thấy tiếp viên hàng không Việt Nam xinh cỡ nào. Rồi buồn luôn, bị phát hiện rồi. Con gái Việt Nam xinh thật mọi người nha, phải công nhận. Mặc áo dài vô là không có lẫn đi đâu được. Sau khi ăn bữa ăn nhẹ thì máy bay sẽ tắt hết đèn. Mọi người nhà ai nấy ngủ thôi. Chúc mọi người ngủ ngon. Ở trên ghế bên tay trái sẽ có một cái nút, chúng ta sẽ ấn vào đó và dựa mạnh ở đằng sau để cái ghế có thể ngã ra phía sau. Nói chứ ngủ không được mọi người ơi, ráng lắm mà không tài nào ngủ được thật. Thì chợt nảy ra một ý tưởng, còn cái nhà vệ sinh là mình chưa biết hay là làm sao. Không biết nhà vệ sinh trên trời có khác nhà vệ sinh dưới đất không nhỉ. Và sau đây chúng ta sẽ theo chân anh tiếp viên đi vệ sinh. Thấy mặt mình ngáo quá thì anh tiếp viên mới hướng dẫn sử dụng nhà vệ sinh. Dạ, cảm ơn. Ở trong nhà lóc cửa là gì bạn? Dạ. Em biết sử dụng chưa? Dạ chưa. Ok, lúc dội là lúc đó. Lúc dạ. Đó đó, xanh dạ. Đó, xanh dương là lúc dội. Dạ. Tay ở đây. Dạ rồi. Cảm ơn nhé, em cứ đưa tay vào nước từ chảy và từ giờ. Em cảm ơn. Nhớ lóc cửa là gì bạn? Dạ. Lóc cửa thì đẹp với sao? Dạ. Tiếp theo là chuyên mục review nhà vệ sinh. Cái lõi vệ sinh ở trên trời nó màu đen nha mọi người. Bình thường ở dưới đất á, nó đồng bộ với lại cái màu bên ngoài. Phía trên tường sẽ có một cái nút dội. Và sau đây chúng ta sẽ được cảm nhận dội nước theo phong cách máy bay. Nó làm thấy ghê lắm. Cẩn thận giật mình nha mọi người. Và phía đằng sau sẽ có một cái gương, nước rửa tay, vòi nước cảm ứng, khăn giấy và chỗ bỏ rác. À quên, phía đằng sau cũng có một cái chỗ thay tã em bé nữa. Thật hiện đại. Khoảng 3:30 sáng thì đèn máy bay được bật trở lại để chào đón bữa ăn đêm. Và menu hôm nay sẽ có các món như sau. Món gì vậy? Có món gì vậy? Có xôi với chả và cơm thịt viên kiểu Nhật. Anh em thịt chọn cơm thịt viên nha. Em yêu cơm thịt viên ha. Dạ. Anh có một trà xanh, trà đen và cà phê. Cà phê. Em yêu cà phê ha. Dạ. Anh mời em nhé. Cảm ơn. Chúc em ngon miệng. Cà phê mình được sửa để thay đúng nha. Dạ, cảm ơn. Một phần ăn chúng ta sẽ có sữa chua ít đường, bánh mì bơ, trái cây, cà phê và order cơm thịt viên mà cuối cùng được ăn xôi. Chắc là nhân viên nhầm rồi. Mà thôi, ăn cái gì cũng được. Phần không thể thiếu trong suất ăn này là một ly sữa. Giờ đeo tai phone nghe nhạc chiêu chiêu rồi ăn đêm thôi. À, Bảo Huy muốn chia sẻ hai xíu. Một xíu đầu tiên á là ly sữa sẽ kèm chung với lại một cái bột kem. Do xài hết muỗng rồi cho nên là thôi khuấy bằng dao nha. Rồi, thưởng thức coi. Lạc nhách luôn mọi người. Cà phê loãng thật sự. Dù có đi đâu về đâu thì sữa vẫn là chân ái. Sữa number one. Và cái xíu thứ hai, tôi biết cái hộp cơm thịt viên của tôi ở đâu rồi mọi người. Hình như là anh ăn xôi chả quá. Còn em ăn cái cơm đó mà sao cuối cùng các em thành ăn xôi chả thì như lộn quá. Nhầm rồi đó. Bó tay luôn. Giao lộn mới ghê chứ. Gần 4 giờ, bên ngoài cửa sổ sẽ bắt đầu xuất hiện đường chân trời.
lần đầu tiên được chào đón bình minh ở trên trời. Theo múi giờ của Nhật hiện tại là 6 giờ sáng. Thật sự đẹp luôn mọi người ơi. Phía dưới là đại dương mênh mông. Đây không phải là cảnh mà ai cũng có thể ngắm nhìn được đâu. Điển hình là các bạn ở bên cách bên trái kìa. Bên đó thấy nước không? Thật là tiếc cho các bạn. Nhưng không sao, về xem video của Bảo Huy nha. Bay được một lúc thì mặt trời đã lên cao dần. Bên dưới chỉ toàn là mây thôi. Cảm giác như là đang được đứng trên mây vậy. Một lúc sau, một lúc nữa thì mặt trời lên cao muốn lòi mắt, báo hiệu sắp đến Nhật rồi. Hiện tại là 7 giờ Nhật và 5 giờ Việt Nam. Trước khi xuống máy bay thì một lần nữa chúng ta sẽ được xem video hướng dẫn và một vài tình huống khi chuẩn bị hạ cánh. Vẫn như cũ, hình ảnh minh họa, dễ hiểu. Và cuối cùng, mình đã đến được Nhật Bản rồi các bạn à. Tổng kết lại, lần đầu tiên được đi máy bay, cảm giác quá là vô mốt luôn. Tất cả mọi thứ đều hài lòng. Duy nhất có một thứ ám ảnh, đó chính là không ngủ được một xíu nào luôn. Ám ảnh như thế nào thì hẹn các bạn ở phần sau nha. Và đây là trải nghiệm lần đầu tiên đi máy bay của mình. Còn các bạn thì sao? Có giống như vậy không? Hãy để lại bình luận phía bên dưới kể về lần đầu tiên bạn đi máy bay cho Bảo Huy biết nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.